thấy cái gì nó màu sắc nó quanh hoàng hết. Tại vì trong đó có hai cái lưỡi đặc biệt đó là nó to, đúng không? Ừ. Quay phim cảnh đang mua máy. Cái này đẹp lắm, rất đi nó số. Chứ đừng có xe, nếu mà trường hợp nó có về sau là nó có bị hụt nhớt, nó bị cái căng nhớt trong tư ra. Xong nổ máy chạy ra trong. Mua cái này hả? Kubota hả? Kubota hả? Có đâu, chắc không đúng nắp nó. Máy Kubota mà bỏ nắp văn ma vậy. Ờ à, bữa nào xuống. Hồ tôm hả? Ở mua thẻ rồi đó. Bữa nào em dự định khoảng tháng 9 em xuống Cà Mau chơi. Rồi xuống đó điện anh. À, mai mốt thí dụ như em ở đây mà em ấy em mua nhờ mua cua có gì em chuyển tiền anh. Em chuyển tiền qua tài khoản. Rồi. Xong rồi gửi lên giùm em rồi, ha. Rồi. Ít ha. Dạ. Anh tên Thắng. Dạ anh tên Thắng. Dạ. Hồi nãy xin số của bả rồi. Rồi, rồi. Dạ. Anh làm mấy vuông tôm dưới ạ? Anh làm dưới 50 công lần hả? Ờ dữ vậy hả? Em mới vừa đi Bạc Liêu về đây. Dạ. Em định xuống Cà Mau luôn. May quá bữa nay gặp anh. Rồi. Mai mốt về xuống ghé nhà anh chơi ha. Đây Cà Mau. Cái máy mạnh quá ha, nồng hơi còn kính ha. Ha. Nồng hơi kính ha. Cái này về mình thay nhớt mới rồi về chạy xuống. Bị lừa hả? Máy này. Máy này ngon quá. Để xem coi cái xe về Nhân Trạch này thử coi. Cha bây giờ chở về Nhân Trạch là ông đó ông lấy bao nhiêu? Ông ha? Triệu 2 vậy anh? Dữ vậy trời. Tiền A là A. A là lấy xe ba gác chở hả? 1.2 triệu cũng được, đáng đồng tiền bát gạo. Tại vì từ đây đến đó xa mà. Thay nhớt mới luôn. À có người. Có người là mời mình về Cà Mau chơi rồi đó. Tâm. Có người mời về Cà Mau chơi rồi đó. Nào. Sướng rồi. Đó. Đó.
dưới cái con nữa kìa, dưới cái con nữa. Ừ. Hả? Không không, họ không biết nữa, tùm lum thứ mà không biết có. Mình mua vàng sới hả? Mua vàng sới thôi, không mua, không mua máy hả? À dạ. À chai gì á, ở nhà thờ Cao Minh mất rồi hả? Mất rồi hả? Còn không? À. Thì trước cha có mời đi dự tiệc một lần. Trên khu Cao Minh hả? À, Cao Minh. À. À. À, mất năm ngoái à. À cha thì trước cha đó đó. Cha mà làm mấy mươi năm rồi ở nhà thờ Cao Minh đó, là cha tên gì quên rồi, tên gì quên rồi. Cha được. Sao bây giờ mình kiếm dàn số gì? IC8 hả? IZ8 hả? IC8 với IZ8 cũng như nhau. À vậy à, mà mình muốn AZ8 đúng rồi. Từ Di Linh lên đây bằng lên đi xe gì lên, không ý là đi xe nào, hãng nào? Phương. Ủa để cá mập xuống à? À. Thay nhớ hộp số rồi luôn hả? Thay rồi, thay coi như thay nhớ thế là thay luôn. Cái đó chăm hay thay? Cái đó chăm hay thay? Không, thay hết rồi, mấy người mới coi như mấy ở nhớ là thay luôn này. À. Thay luôn. À. Là người hộp số thay luôn. À. Cái chỗ mà cái dàn số mà cái chỗ mấy dàn nhanh mà nó tối vậy. Để tiền thẻ thay luôn kìa. Phải mất công ha. Cái lột nó ra nè, cái lột dầu nữa nè, tháo cái lột dầu ra, xúc lột dầu, thay lột dầu nè. Dạ. Cái đó đẹp không? Cô ta đẹp ha? Ha, đẹp. Mà máy còn kính lắm, nổ lên nó giọng. Ha, máy đó của Trung Quốc hả? Nhất. Tốt hay không là mình coi máy tán là đầu có mở hay không chứ. Không, cái hàng này chưa đâu, chưa dọn đâu. Mấy con này nè. Chưa dọn lấy gì ấy? Chưa dọn. Nước sơn nó rinh luôn, đâu có đụng chạm gì đâu mà. Chưa dọn mà.
về nhớt nhau rồi mình thay cho ngon vô là chạy phà phà. Cà Mau. Dạ. Anh ở huyện nào? Anh ở huyện Thới Bình. Huyện huyện gì? Huyện Thới Bình. Thới Bình. Nó ở dưới nó tới mấy cái Thới lần mà. Có một Thới Bình à. Thới Bình hả? Thới Bình còn cái kia là xã Thới Bình. Mà nó nằm trực thuộc của thằng huyện Thới Bình. Khánh Bình. Có một ca sĩ Khánh Bình đó. Bán cái này rồi hả chồng? Bao nhiêu? 20 triệu hả? Con này 20. Con dao. Coi cho kỹ nha. Coi cho kỹ về khỏi mất công đó là điện tới điện lui. Coi coi có chạy nhớt chạy nhau rồi coi có bị coi có ngon lành không. 20 triệu. Đầu máy này còn khá là chuẩn á ha, máy nổ đẹp quá. Cái máy này không chắc cả chục à. Cái máy này không chắc chục. 12 triệu, chắc phải 12 triệu máy. Dàn C90. C90 là tương đương với IC90 đúng không? Đúng không? Còn đẹp ghê, IC90 đúng rồi, IC90 nè. Cái này mình mua về làm cái gì anh? Xới ruộng à? Anh ở đâu? À, Nhân Trạch Đồng Nai hả? À, Nhân Trạch nay bữa nay họ trồng quýt đồ nhiều. Họ trồng quýt, trồng cam nhiều. Anh trồng cái gì? À, làm lúa hả? Dạ. Làm lúa với khoai mì. Khoai mì xới này xốp lên củ to lắm. Cái này nếu mà anh muốn mà cho khỏe đó, anh chế như Bình Thuận á, nó thêm một cái vàng vô đằng sau, nó gắn cái bánh đó, nó ngồi trên đó nó lái luôn. Nó che một cái dù. Dạ, nó che một cái dù. Đó, cái vàng tròn là dưới đó anh. Nó ốp lúa nè. Cái đó mình về anh chế dễ anh. Về chế bánh xe đó, nó ép lúa ra thôi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cái này nó băm ra xong rồi cái thằng kia nó ép lên lúa luôn. Dạ. Không, khỏi đẩy. Nó ốp, nó ép lên anh. Chế cái lưỡi ép lên. Dạ. Muốn ép luôn đó kia hả? Cái đó là lúc đây. Lúc vô nó ép anh. Nó xé ra hoặc là nó xé luống ra. Xé, nó xé luống ra thì ở dưới là cái mương. Anh nhìn nó y như úp vô nhưng mà thật sự nó xé ra. Rồi anh quay cho nó nổ máy lên nè. Quay này. Không, anh quay thử đi. Để quay thử cho biết mà. Dạ. Rồi được rồi, đây đây có ga đây rồi, rồi. Quay thử ra. Quá ngon. Về coi nhớt nhau rồi thay lại nha. Ấy là về mình coi nhớt nhau rồi mình kiểm tra coi nó có cũ không thì mình thay lại cho nó xài cho nó bền.
Rồi con này 20 triệu. Khách hàng đã mua. Rồi sao trở về? Ba gác à? Dân Đồng Nai giờ giàu quá, nông dân đi ô tô rồi không? Em tưởng bỏ xe này lên ô tô luôn chứ? Mình tháo rời ra mình bỏ lên. Anh người Hoa hay người Việt? Không, người Việt. Người Việt á hả? Tiếp tay cái mình. Ô. Di Linh hả? Mình mới Di Linh xuống đây. Dạ. Ở xã nào? À. Ở đúng rồi, Sái Ca đây. Mình ở xã nào? Sái Ca TV đây. Cam Minh hả? À, Cam Minh ngay Hải Lục Sự đâu là coi như là thân với mình lắm à. Lục Sự hả? Hải con mà làm đào đất rồi đó. Cam Minh. Đâu anh hỏi anh biết Sái Ca TV hả? Không, ở Di Linh xuống biết Sái anh. Đi Di Linh bây giờ làm triệu hai thôi. Di Linh xuống biết Sái Ca TV liền hả? Sao anh đi xuống ở đây hả? Nhà mình ở đây mà. Đi làm thì trên đó nhưng mà nhà ở đây. Kiểm tra nhớt hộp số rồi lại nhớt máy được 5.8 con là giao cắt cỏ, giao đặc biệt nằm trong là để bỏ